Xin chào các bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách SEO cái bản đồ nhé. Thì cái bài trước ấy thì là tôi đã hướng dẫn các cách là để tạo được ra một cái bản đồ và đã được in lên cái Google Map. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm sao để SEO nó lên như này, để chúng ta gõ này. Hello em. Ví dụ như gõ Quark SEO này. Các bạn sẽ thấy cái bản đồ của Duy Anh Web lên rất là đẹp luôn này. Đây là các đơn vị chạy quảng cáo tôi nói nhá. Đây Duy Anh Web được rồi. Nó sẽ lên này, đây trung tâm đào tạo SEO Duyên Web này, hoặc là gõ từ đào tạo SEO này. Đấy, đào tạo SEO này, nó lên này, nó sẽ lên ở trên map này, rất là đẹp luôn. Thế làm sao để cho nó lên được thì chúng ta sẽ phải làm như này. Bây giờ em sẽ đăng nhập cho anh một cái Gmail, Gmail khác cái Gmail mà em đã tạo cái kia nhá, mình nhá, một cái Gmail mới, hoặc là anh sẽ đăng nhập cho em một cái Gmail để anh vote cho em. Có cái nào đã đăng nhập sẵn chưa nhỉ? Thôi để em đăng nhập cái của em đi, một cái khác đi để hướng dẫn em. Đây, đây em mua đây. Đấy, đăng nhập luôn, nó vào ẩn danh nên nó không lưu đi. Cũng dùng mail sale à? Anh cũng dùng mail sale thôi. Phải ăn còn đưa tên miền nữa. Anh có Việt Kỳ đấy. Rồi, sau khi đăng nhập một cái Gmail như này nhé, thì em sẽ làm như này. Em gõ cái tên của em lên. Anh ví dụ như bây giờ anh SEO cho cái Duyên Quét đi. Đây, mấy hôm nay chưa tối ưu nó lại xuống này. Tối ưu phát là nó lại lên luôn. Thì bây giờ mình sẽ tìm đến cái bản đồ của mình. Đây là đầu tiên là cho cái của Duyên Quét trước. Viết bài à? Không, đây em nhìn này, nhìn cách làm này. Đấy nhá, Duy Anh Web rồi, đây đúng không? Mình bấm vào đây này. Bấm vào chỗ này này. Bấm vào cái chỗ Duy Anh Web này, bấm vào cái mục này này. Cái vuông vuông này này. Nó sẽ ra được một cái phần gọi là viết bài đánh giá. Đấy. Mình đánh giá 5 sao. Chất lượng cao này. Comment có chữ từ khóa nhá. Theo tạo Duy Anh Web này. Nên cho có dấu vào này. Đấy, mình comment có chữ từ khóa hoặc SEO thì sau này nó sẽ lên top được. Đấy, càng nhiều comment càng tốt. Tương tự như thế, tham gia cộng đồng này, em gõ tiếp cái từ Bibalo của em để cho nó lên được. Đây là những cái Gmail em sau này bảo nhân viên ấy nó đánh giá cho web của em nhé. Bibalo này, Bilalo à, cứ thế là xong thôi. Bilalo, anh quay clip lại hết rồi. Đây, công ty trách nhiệm Bibalo Việt Nam, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội, chuẩn chưa? Đã được lên rồi đúng không? Bây giờ mình viết một bài đánh giá này. Em bây giờ em muốn lên cái từ gọi là van gì? Không, mình chỉ lên được. Có nghĩa em sẽ phải chọn một cái key chính nhất mà nhiều lượt tìm kiếm nhất để em lên van công nghiệp đúng không? Em thích lên từ đó đúng không? Van công nghiệp đúng không? Đi là lô. Đấy, em muốn lên từ van công nghiệp thì em sẽ phải comment có rất nhiều từ khóa van công nghiệp sau khi em trả lời khách. Cũng bảo là gì, cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm van công nghiệp chính hãng của Bibalo. Bilalo đúng không? Ừ.
Thế thì sau một thời gian làm thật nhiều như này thì sau này người ta gõ cái từ van công nghiệp. Đây, ví dụ như này, van công nghiệp. Xem có bên nào nó lên được chưa? Em sẽ lên được cái bản đồ. Đây, thế giới van công nghiệp Việt Pháp sản xuất. Em sẽ lên được cái bản đồ như này. Nhìn nó rất là đẹp. Nó đẹp hơn cả SEO vì nó là trên cả SEO luôn. Thấy đẹp không? Thế thì cách làm tương tự như vậy. Lên Google ấy, khách của em ở khu vực bên cận thế giới gọi nhiều rồi. Thì đấy, thì được, nó xuất hiện, nó được in trên bản đồ mà. Thì người ta truy cập vào trang web thì người ta... Là nó chưa sell, chưa lên lắm. Thế thì bây giờ em sẽ sell nó lên để nó lên được cái cả cái từ van công nghiệp này nữa. Thế thì lượng khách nó sẽ còn về nhiều nữa cơ. Thì cách làm hết sức đơn giản là chỉ cần là gõ. Mỗi ngày một cái. Mỗi ngày một hai đánh giá cho anh, sau em lại trả lời. Trả lời thì bây giờ em lại đăng nhập cái tài khoản. Đây, bây giờ em lại đăng xuất cái tài khoản này ra nhé. Mình sẽ phát nó ra nhé. Rồi, bây giờ em đăng nhập cái mail mà em đã tạo cái bản đồ này, em có nhớ không? Rồi, bây giờ em đăng nhập cái mail đó đi cho anh. Google doanh nghiệp. Đấy là em lại vào cái Google Business này này. Doanh nghiệp này này. Đây. Google Map. Đây, Google Business đây. Em lại đăng nhập cái này đi cho anh. Đây, đăng nhập vào. Đấy, bây giờ như này nhá, khi em vào đây thì nó sẽ đăng nhập được cái gọi là doanh nghiệp của tôi, đúng chưa? Thì ở đây nó sẽ có cái bài đăng này, bài đánh giá này, em nhìn này, bài đánh giá mình đang sử dụng ban công nghiệp. Đây, trả lời này, cảm ơn này, Hồng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm ban công nghiệp của bên mình. Đấy, thế thôi, đơn giản. Đúng rồi, chính xác rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm van công nghiệp chính hãng cho các công trình. Comment không giống nhau. Đấy, được chưa? Ok chưa? Cứ làm như thế, cứ làm như thế. Đấy, thi thoảng em đăng bài lên nữa. Bài đăng, à? Bài đăng, đăng nó giống như kiểu đăng một cái blog bình thường thôi. À. Tên sản phẩm van công nghiệp các thứ em đăng hết lên. À. Đăng nhiều vào. Thế ạ. Ừ. Vâng. Thử. Là mỗi ngày một bài. Đúng rồi, anh ví dụ luôn nhá, van công nghiệp. Bây giờ em tự đăng đi. Em mới biết sản phẩm của em nhé, anh không biết nó là gì đâu. Đấy, vào web lấy đăng đi nhá. Để cho anh lấy cốc nữa. Làm thế thì nó lên cốc nha. Cái ghế này là quen rồi, sướng ngồi ghế khác không thích ngồi. Sao nó không lên nhỉ? Thêm ảnh, em phải thêm ảnh. Thêm em đấy à? Đặt tên. Thêm, bây giờ em phải chọn nó lên đi. Hay là nó đấy. To quá. Ấu bên đi, không đợi nó phải lên nữa. Đấy. Ảnh của bạn kích thước nhỏ quá. Không phải to mà nó quá nhỏ, em tìm cái ảnh to hơn. Nên em bắn cả đồng hồ nước nữa. Vâng. Trước anh mua 17 cái của đồng hồ nước làng rùa ấy. Cơ khí làng rùa biết là làng ấy. Biết bạn đấy. Ừ. Hàng Việt Nam ấy. Mấy trăm nghìn một cái. Không, đồng hồ của Nga. Đồ nước của Nga. ISO này. Ừ. Nhanh có phòng trọ không? 17 phòng. Vâng. Mua phát 20 cái đồng hồ nước.
300 hay 400 rưỡi một cái. Cái này làm gì có ảnh nó to. Ảnh nó to cả. Cứ lấy một ảnh bất kỳ nào tạm thời thôi. Để demo thôi. Không có lại, không có làm được đấy. Em cứ lấy tạm cái này đi. Sau về em tự sửa sau. Chứ không có thì đến trưa sẽ không đăng được bài. Cứ lưu tạm thôi em ạ. Lưu tạm để lấy cái đăng thôi, để em biết cách đăng, cách thức đăng thôi. Chứ còn nếu mà đăng thì sau em phải về nhà tỉ mỉ, em đăng sau. Đấy, ngon chưa? Tên sản phẩm cho vào, em có bao nhiêu sản phẩm cứ đăng hết lên. Và cố gắng là cho là nếu muốn lên từ ván công nghiệp thì chịu khó đăng những cái bài về ván công nghiệp ấy. Mình hiểu không? Chứ còn không phải đăng những cái đồng hồ áp suất này đâu, mình đang muốn lên từ ván công nghiệp mà. Tại vì mát này nó không thể xem được nhiều từ đâu. Nó không như giống như website đâu. Đấy đang thành ra. Chọn danh mục đi. Đây danh mục đây này. Đấy, tạo danh mục mới này. Em có thể tạo ra vậy. Cho là cho đồng hồ áp suất. Giá này mô tả sản phẩm này. Đấy, mức giá bao nhiêu thì em điền vào. Tùy bên em bán như nào thì em điền vào chứ anh có biết em bán như nào đâu. Giá cố định thì em để giá cố định. Mức giá thì em để khoảng giá. Đấy. Mô tả sản phẩm thì em... Mô tả sản phẩm thì em copy ở trên trang web sang cho nhanh. Đấy. Cứ làm tạm một cái thôi. Sau về sửa thôi. Sửa cũng được. Để em biết cách làm thôi. Yamaki tên như tên Nhật nhỉ? Nó là đồng hồ Nhật. Sao là sản xuất Đài Loan à? Nhà máy bên đó. Không vê được nhỉ? Dán đấy, đấy dán được. Đôi khi Google nó lại không cho vê. Yamaki. Alo. À đúng rồi, ai đây ạ? Đây anh ấy nè. À đây, để em đưa cho anh ấy nhé. À vâng. Bè. Bè. À, hay chị bị hack, hay là chị bị hack bếp này. Thế có thể mạng nó chậm thôi, chị thử chiều nay xem như nào. Đôi khi mạng nó lắc nó chả vào được. Thế thì có thể cái bếp đó nó có vấn đề trục trặc gì đó. Có nhiều bệnh lắm, bây giờ nói thế bọn em cũng chẳng biết được. Thường thường thì có thể là do có thể bị hack thì nó gây ra trường hợp đó. Hoặc không thì là chỉ đi spam quá nhiều gây ra trường hợp đó. Chị là bán cái sản phẩm gì đấy nhỉ? Hoặc không thì chị cứ lên trung tâm đi bọn em xem cụ thể cho. Chị nói qua điện thoại đôi khi nó khó. Thế thì cứ khi nào chị đi về đi, đàng hoàng. Có. Vâng. Vâng, nên làm được ngày mà.
chị qua bọn em xem trực tiếp xem như nào chứ nói qua điện thoại đôi khi chả hiểu được. Vâng, ok chị nhé. Dạ. Vâng, vâng, ok chị nhé, chị. Đấy. Cái nút này thì ghi là tìm hiểu thêm à? Nếu mà em không em bán thêm chọn mua thôi. Tìm hiểu thêm là nó liên quan đến box thì mới tìm hiểu thêm. Còn đây là mua, em cho nó nút mua đi. Mua đúng rồi. Đấy, ok. Mua nhé. Người ta mua mà. Người ta muốn mua thì người ta bấm vào mua. Đây là mình là người bán mà. Em hiểu không? Thì nó phải là nút mua chứ. Xuất bản đi. Đấy. Về tương tự như thế em làm cho anh nhiều và có nhiều từ khóa văn công nghiệp mà. Thế thì sau này nó sẽ lên được cái bản đồ của em. Mà rất là dễ lên. Mà vị trí đẹp hơn cả SEO. Gần ngang ngửa quảng cáo mà lại không mất tiền. Dễ không? Tương tự nhá. Để làm đây, cái này đánh giá cho anh Phát nhá. Sửa đây, đánh bận. Sửa. Cứ ấn thẳng vào nó mà sửa thôi. Ấn thẳng vào sửa thôi. Ok, để anh chặn. Đấy, nhá. Ok chưa? Xong rồi, cho anh xin một đánh giá. Họ đưa anh web xem nào. Đánh giá rồi thì thôi. À, đánh giá rồi, lấy cái mail kia. Thế mail kia đánh giá rồi, thế thôi anh thoát ra thôi. À đây, em đăng ký kênh YouTube của Duy Anh Quét này này. Đây này. Duy Anh Quét Official. Đấy. Đấy, kênh này này. Đấy, đăng rất nhiều video học lên như này. Vào đây mà xem nhé. Anh thoát ra đây. Xong rồi đấy. Chào em.